Nhắc đến MSI là chúng ta sẽ nghĩ đến ngay những dòng laptop gaming. Và đây là một sản phẩm như vậy, một mẫu máy đem đến cho chúng ta rất rất nhiều thứ. Một con card RTX 4050 và có một hiệu năng cực kỳ khủng trong khúc giá khoảng tầm 25 triệu đồng. Đó chính là MSI Cyborg. Vậy thì hãy cùng mình đánh giá sản phẩm này trong video này nhé. Nào, bắt đầu video thôi. Hiện tại sản phẩm này đang được An Khang phân phối với mức giá là 25 triệu 490 nghìn và nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn mua thì link mua hàng dẫn đến An Khang Computer mình sẽ để xuống mô tả. Sản phẩm này có tên chuẩn xác là MSI Cyborg 15A12VE và đường link mua hàng mình sẽ để xuống mô tả nhé. Trước khi đi vào bài đánh giá chi tiết về mẫu MSI Cyborg này thì mình thấy khi mà mở hộp ra thì dường như chỉ có MSI là thấu hiểu và cảm thông với người dùng nhất. Tức là khi chúng ta mua mẫu Cyborg này về thì sẽ được tặng ngay một ba lô gaming, điều mà rất ít các mẫu máy laptop gaming giá rẻ trang bị vào đây. Còn nếu như chúng ta sử dụng các mẫu máy đắt khoảng tầm 6-70 triệu thì cái điều này là điều quá hiển nhiên. Nhưng mà với một mẫu máy laptop với mức giá khoảng tầm 25 triệu đồng được tặng thêm một cái ba lô với mức tiền khoảng tầm 800 nghìn như vậy là một cái điều rất hời dành cho anh em game thủ rồi. Còn bây giờ hãy đi sâu hơn vào những cái đánh giá chi tiết về mẫu MSI Cyborg này. Đầu tiên là về phần thiết kế. Thiết kế của các dòng laptop gaming hiện nay thì đang chạy theo xu thế tối giản dần để không chỉ còn là phù hợp với những anh em game thủ nữa mà còn phù hợp với nhiều đối tượng khác. Khi mà chúng ta có thể nhìn thấy vào đây một cái thiết kế tổng thể vuông vức, gọn gàng và nó tối giản hết sức có thể. Cái điểm nhấn nhất thì mình đấy đánh giá là ở phần mặt A, chúng ta sẽ chỉ thấy một cái logo MSI, một hình rồng mẹ ở đây mà thôi. Nhưng mà mình lại cực kỳ thấy ấn tượng với cái giải giả LED của cái mặt A khi mà chúng ta mở lên. Rất tiếc đây chỉ là mặt giải LED thôi, còn nếu như mà MSI trang bị vào mẫu MSI Cyborg này, cái đèn LED ở cái phần mặt A như thế thì nhìn nó kích thích hơn nhiều. Ngoài mặt A được làm từ nhôm thì phần thân của MSI Cyborg sẽ được hoàn thiện từ nhựa. Cũng phải hiểu thôi vì đây là một mẫu máy trong phân khúc giá tầm trung, thế nên là sẽ được trang bị vào đây nhựa là chủ yếu. Tuy hoàn thiện chủ yếu là từ nhựa nhưng mà cái độ bền chắc của sản phẩm này khi mà chúng ta nhấn vào thôi sẽ thấy nó cực kỳ ổn, giúp cho chúng ta có thể thấy một sự hầm hố, một chắc chắn và sử dụng lâu dài rất ok. Cân nặng của mẫu máy MSI Cyborg thì mình đánh giá cũng vừa phải với các mẫu máy laptop gaming. 1,98kg thì nó sẽ đáp ứng được vừa đủ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Với các kết nối thì MSI Cyborg trang bị vào vừa đủ cho nhu cầu sử dụng chúng ta. Cụ thể là bên cạnh trái chúng ta sẽ thấy một cổng USB Type-A 3.2, một cổng jack cắm tai nghe 3.5. Bên cạnh phải chúng ta sẽ thấy cổng USB Type-A 3.2, một cổng USB Type-C, một cổng HDMI, một cổng mạng LAN RJ45 và một cổng sạc. Tuy nhiên về việc bố trí các cổng kết nối thì mình đánh giá là chưa tối ưu khi mà đã có quá nhiều các cổng kết nối ở hướng bên tay phải. Điều này sẽ hạn chế việc sử dụng chuột của chúng ta. Và mình hy vọng trong các phiên bản tới thì MSI sẽ đưa hầu hết tất cả các cổng kết nối sang bên trái để chúng ta sẽ có một bên phải sử dụng chuột nó trở nên là thoải mái nhất. Với bàn phím của máy này thì được trang bị vào đây một bàn phím full size có layout rất dễ nhìn và rất dễ làm quen trong quá trình sử dụng. Điểm nhấn ở đây sẽ là các nút chuyên về dành cho game, ví dụ như A, S, D, W và cái cảm giác gõ khi mà mình sử dụng Cyborg thì mình thấy ok. Với một cái chất lượng phím với mức giá 25 triệu đồng như này là vừa phải. Cái cảm nhận gõ hành trình phím cũng đủ sâu và độ phản hồi rất tốt để cho chúng ta có những cái trận game, những cái ván game nó trở nên là tốt hơn. Về phần màn hình thì vì đây là một máy laptop gaming, thế nên đây sẽ là một màn hình được trang bị vào một tần số quét cao lên đến 144Hz, có một kích thước lớn lên đến 15,6 inch, độ phân giải Full HD và sử dụng tấm nền là IPS. Độ sáng của màn hình này thì nó khoảng tầm 200 lumix, khá vừa phải dành cho dân game thủ. Độ phủ màu và độ chuẩn màu thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây. sRGB phủ được 70%, Adobe RGB được 64%, DCI-P3 là 58% và Delta E là 3,78. Có nghĩa là đây là một mẫu máy hầu như để dành cho các vụ chơi game là chính. Còn về phần giải trí cơ bản thì rất ổn, nhưng nếu như chúng ta quay ra để sử dụng với các tác vụ multimedia, ví dụ Photoshop, ví dụ như Premiere thì không nên, vì đây là màn hình chuyên để dành cho chơi game, chuyên để dành cho những cái tựa game đặc biệt là FPS khi mà có tần số quét cao lên đến 140Hz. Về phần hiệu năng thì Cyborg sẽ đem đến cho chúng ta một hiệu năng cực khủng trong phân khúc giá 25 triệu đồng. Khi mà sở hữu ở đây một con chip Core i7-12-1265H, RAM 16GB, DDR5, bus 4800, SSD 512GB, sử dụng card màn hình NVIDIA GeForce RTX 4050 và có một viên pin 3 cell 53.5Wh. Các bạn có thể nhìn thấy các điểm benchmark ở đây, mình đã chấm ở đây, đó là Siemens R23, này, PCMark 10 hay 3DMark.
thì điểm số nó cực kỳ cao, điểm đơn nhân của R23 lên đến 1.700 hay là điểm đa nhân lên đến 12.000, chứng tỏ con chip Core i7 nó có một cái hiệu năng cực kỳ tốt kết hợp với RTX 4050. Đó là máy gaming thì phải test game, thế nên là mình cũng sẽ test qua một vài cái tựa game gọi là cơ bản hiện nay. Ví dụ như Liên Minh Huyền Thoại, PUBG, Dota 2, Apex Legends. Đối với các tựa game casual hiện nay thì chắc chắn rồi mình sẽ phải để max setting để xem mẫu máy này đạt được FPS là bao nhiêu. Đối với tựa game Liên Minh Huyền Thoại, nếu mà chúng ta đi đường thông thường thì sẽ được 190 FPS. Quay sang với PUBG thì kể cả là cấu hình Ultra thì vẫn được 58-60 FPS. Dota, Ultra thì sẽ được 100 FPS. Nói chung kết luận với 4 cái tựa game casual như thế này thì đây vẫn sẽ là mẫu máy có thể cân được rất rất tốt trong cái thời điểm hiện tại với các tựa game casual. Và nếu như chúng ta muốn tăng FPS lên cho các tựa game tối ưu chưa thực sự tốt, ví dụ PUBG chẳng hạn, thì có thể hạ setting xuống thì FPS chắc chắn sẽ tốt hơn rất rất nhiều. Và mình cũng test qua một cái tựa game AAA nữa, đó là Shadow of Tomb Raider, với một cái setting đó là 2 RTX on và DLSS on, FPS sẽ rơi trung bình khoảng tầm 60. Một cái điều mình ấn tượng nữa đó chính là về phần tản nhiệt của mẫu máy MSI Cyborg, khi mà nhiệt lượng được tỏa, được đẩy hết về đằng sau, khiến cho chúng ta chơi game trong một thời gian dài thì nó sẽ không cảm giác khó chịu. Nếu như chúng ta sử dụng với các vụ cơ bản hàng ngày thì chắc rất rất lâu thì mới có thể nóng máy lên được. Còn về dung lượng pin thì có lẽ mình sẽ không nhắc đến ở đây, vì đơn giản mẫu máy laptop của mình thì sẽ chắc chắn có một thời lượng pin không thể nào so sánh được với các mẫu máy Ultrabook trong cùng tầm giá. Vậy thì kết luận lại thì mẫu máy này có những ưu điểm gì? Thứ nhất là có một thiết kế tối giản và lịch sự, đáp ứng được cho chúng ta đầy đủ các cái nhu cầu làm việc từ chơi game cho đến làm văn phòng mà không bị người khác chú ý quá nhiều. Thứ hai là có một màn hình tốt để chơi game, một màn hình có tần số quét lên đến 144Hz, có một cái độ phủ màu vừa đủ để chúng ta đáp ứng được nhu cầu giải trí hàng ngày. Thứ ba, cái điều quan trọng nhất là chúng ta có một mẫu máy có hiệu năng cực kỳ cao trong mức giá 25 triệu đồng. Và một cái điều nữa mình muốn nhắc đến ở đây đó chính là cái phụ kiện đi kèm của MSI ngay từ khi mua máy cũng đã tốt hơn rất nhiều so với các mẫu máy khác trong cùng tầm giá. Với mức giá khoảng tầm hơn 25 triệu đồng một tí như này thì MSI Cyborg đã là một mẫu máy đáng mua hay chưa? Hãy vui lòng comment cho bên dưới nhé. Còn video đánh giá về mẫu sản phẩm MSI Cyborg đến đây là hết rồi. Nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn mua sản phẩm này thì đường link mua hàng dẫn đến An Khang Computer mình sẽ để xuống mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video sau. Bye bye!